Xin chào các bạn đã quay trở lại với Bintop. Doraemon dường như là một cái tên đã quá phổ biến đối với tất cả chúng ta. Và Doraemon từ lâu cũng được xem là một biểu tượng của đất nước Nhật Bản khi được nhắc đến. Không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khắp nơi trên thế giới thì bộ truyện tranh Doraemon này đã in sâu vào tâm hồn của những đứa trẻ. Và ngày hôm nay, Bintop sẽ giới thiệu cho các bạn top những sự thật thú vị về Doraemon khiến cho bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên. Nào, cùng mình đến ngay với Top 8 sự thật thú vị nhất về Doraemon. Đầu tiên, nguồn gốc của bộ truyện tranh Doraemon. Nhắc về nguồn gốc của bộ truyện tranh Doraemon, không thể không nhắc đến cha đẻ của chú mèo máy đến từ tương lai có tên là Fujiko Fujio, bút danh của hai họa sĩ Fujimoto Hiroshi và Eibiko Moto. Tập truyện đầu tiên đã được sáng tác từ năm 1969 dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Các tập sau đó đã chuyển thành phim hình và các thể loại khác như là kịch, video game, v.v. Truyện kể về chú mèo máy Doraemon đến từ thế kỷ 22 để giúp cậu bé hậu đậu Nobi Nobita. Các câu chuyện về Doraemon thường ngắn gọn, dễ hiểu, dí dỏm và mang cách nhìn lạc quan về cuộc sống tương lai. Vì vậy, phần lớn độc giả của Doraemon thường là thiếu nhi. Hai, các tên nhân vật trong Doraemon đều mang một ý nghĩa nhất định. Có lẽ tuổi thơ của bất kỳ ai cũng đều nhớ được mỗi cái tên nhân vật trong bộ truyện tranh Doraemon, nhưng không phải ai cũng biết, đằng sau mỗi cái tên đó đều mang một ý nghĩa nhất định. Điều đó cho thấy sự tinh tế cũng như là sự sáng tạo mà tác giả đã thả hồn vào bộ truyện tranh nổi tiếng này. Đầu tiên, Doraemon có nghĩa là con mèo đi lạc, ám chỉ chú mèo máy đến từ tương lai về quá khứ. Thứ hai, Nobi có nghĩa là rất thông minh, vượt trên giới hạn, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Shizuka hay còn gọi là Suka có nghĩa là rất yên bình, tĩnh lặng. Ngụ ý ở đây tác giả muốn nói rằng Suka là sự bình yên, tốt đẹp và không biết là nó có liên quan tới sở thích rất hay tắm của cô ta hay không. Suneo hay còn gọi là Seiko có nghĩa là cậu bé gầy và hay hờn dỗi. Takeshi hay còn gọi là Giant hay là Giant nghĩa là thích đấm đá. Cái tên Giant còn được đọc vần giống với từ Giant trong tiếng Anh có nghĩa là khổng lồ. Dekisugi hay là Deki nghĩa là rất thông minh, việc gì cũng có thể làm được, hay nói đơn giản là con nhà người ta. 3. Những thành tích bất hủ của Nobita. Nhắc đến truyện tranh Doraemon, không thể không nhắc cậu bé Nobita, một cậu bé hậu đậu và lười biếng. Cậu là nguồn gốc của hầu hết các rắc rối tai hại trong bộ truyện. Và những con số dưới đây trong bảng thành tích bất hủ của Nobita sẽ làm cho bạn phải bất ngờ. Đầu tiên, mượn bả bối của Doraemon 1178 lần. Tiếp theo, 578 bảo bối đã bị phá hủy, bỏ nhà đi 14 lần. Thứ ba, trộm tiền của mẹ 12 lần và bán nhà 2 lần. Thứ tư, thấy Giant khỏa thân 12 lần. Thứ năm, suýt làm cho trái đất bị diệt vong 207 lần. Thứ sáu, chọc ghẹo Suka 542 lần và tóc váy cô ấy 122 lần. Và cuối cùng là thấy Shizuka khỏa thân 127 lần. Đọc đến nay các bạn cũng đã thấy đủ phong thánh cho Nobita chưa? 4. 1293, con số may mắn của Doraemon. Có thể là bạn chưa biết, 1293 là con số may mắn và cũng là con số gắn liền với cuộc sống của nhân vật chính của chúng ta, Doraemon. Đầu tiên, 129,3kg là cân nặng thực của Doraemon. Thứ hai, 129,3cm là chu vi vòng đầu lớn nhất của Doraemon. Thứ ba, 129,3 mã lực là sức mạnh tối đa của Doraemon. Thứ tư, 1209,3km/h là tốc độ chạy tối đa khi gặp chuột của chú mèo máy. Thứ năm, 129,3cm là độ cao có thể bật của Doraemon khi sợ hãi. Và cuối cùng là 12-9-3 là sinh nhật của Doraemon theo cách viết của người Nhật. 5. Tại sao Doraemon có màu xanh và mất cả hai tay? Hầu hết ở tất cả các tập truyện, Doraemon đều có màu xanh và mất cả hai tay. Phiên bản gốc của Doraemon là chú mèo máy màu vàng và có hai tay hoàn chỉnh. Trong một lần bất cẩn, chú mèo máy Doraemon đã bị con chuột gặm cả hai tay, khiến cho cái đầu của cậu trở nên tròn vo và láng bóng. Sau khi tạm biệt hai tay của mình,
Doraemon cũng tạm biệt cô bạn gái Nora Miyako. Điều này khiến cho cậu trở nên sốc nặng và chán nản. Quá khứ đã khiến cho cậu buồn và khóc rất nhiều, làm cho mình lớp sơn màu vàng chuyển thành màu xanh đáng yêu mà chúng ta vẫn hay thấy. Đó cũng là lý do Doraemon đều cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhìn thấy chuột. Sáu, Doraemon, biểu tượng của Nhật Bản. Mặc dù ra đời của ngành công nghiệp manga với mục đích chủ yếu dành cho trẻ em, nhưng bản thân bộ truyện và nhân vật của Doraemon đã trở thành hình ảnh quen thuộc và thân thiết tại Nhật Bản. Tại đất nước mặt trời mọc này, chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh Doraemon ở bất kỳ đâu, từ đồng hồ đeo tay đến các chuyến tàu. Thậm chí Doraemon được đưa vào giảng dạy như một môn học phụ tại Đại học Toriyama kể từ năm 1998. Vào năm 1997, bưu điện tại Nhật Bản đã phát hành bộ tem Doraemon và ngay lập tức đã cháy hàng khi vừa mở bán. Vào tháng 3 năm 2008, chính phủ Nhật Bản đã chọn Doraemon là đại sứ hoạt hình chính thức của Nhật Bản. Vào ngày 3 tháng 9 năm 2012, Doraemon đã được trao hộ khẩu chính thức tại thành phố Kawasaki, trở thành biểu tượng của Nhật Bản đúng 100 năm nhân vật này ra đời. 7. Bảo bối của Doraemon là khoa học viễn tưởng hay là những phát minh đi trước thời đại? Mỗi câu chuyện của Doraemon thường ngắn gọn, độc lập và mỗi bảo bối sẽ mang một cái nhìn tích cực về khoa học kỹ thuật trong tương lai. Mỗi bảo bối của Doraemon có thể là những vật dụng hàng ngày như là cánh cửa, bàn, ghế, chống chống tre hay là những thiết bị có tính khoa học viễn tưởng như là thăng trùm thời gian, đèn pin thu nhỏ, cánh cửa thần kỳ, vân vân. Vì vậy, Doraemon từng được bầu chọn là một trong số những nhân vật quyền năng nhất bên cạnh Son Goku, bảy viên ngọc rồng. Trong lần trả lời phỏng vấn, khi được hỏi về số bảo bối của Doraemon, tác giả đã đưa ra con số là 1293, nhưng có lẽ đó chỉ là con số dự định ban đầu của ông. Trong một nghiên cứu khác, số bảo bối thực tế của Doraemon đã lên đến 1963 và được xuất hiện trong 1344 câu chuyện. Các bảo bối được tác giả tưởng tượng ra từ năm 1970 và đã có một số được khoa học kỹ thuật thực hiện hóa. Một ví dụ điển hình là chiếc máy ảnh xuất hiện trong tập Nobita thám hiểm vùng đất mới, tên là pho tượng thần khổng lồ, đã được Doraemon và Nobita sử dụng để tìm ra vị trí của pho tượng thần khổng lồ giữa rừng rậm châu Phi. Nếu như cha đẻ của Doraemon đăng ký bản quyền ý tưởng phát minh này, thì rất có thể là hãng Google đã phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua lại ý tưởng này cho phần mềm Google Maps mà chúng ta đang sử dụng ngày nay. Và cuối cùng, kết thúc của Doraemon như thế nào? Do là một bộ manga có kết cấu tương đối độc lập, các câu chuyện chỉ có chung bối cảnh và nhân vật, còn cốt truyện của Doraemon ít có liên quan với nhau. Vì vậy, cho tới khi qua đời vào năm 1996, hầu như chưa bao giờ tác giả đề cập đến kết thúc bộ truyện của Doraemon. Chỉ có 3 lần đoạn kết của Doraemon đã được xuất bản, trong đó có 2 đoạn kết với mục đích kết thúc của bộ truyện. Vì các độc giả của Doraemon đã lớn và nhà xuất bản nghĩ rằng Doraemon cần một cái kết thực sự. Trước khi qua đời, tác giả Fujiko đã để lại di chúc rằng ông không muốn đứa con tinh thần quý báu của mình chết, nên ông đã không viết phần cuối về cái kết của Doraemon. Thế nên, ông muốn ngay sau khi mình qua đời, ông muốn các độc giả của Doraemon sẽ viết nên một câu chuyện mới cho nhân vật đáng yêu đến từ tương lai này. Và từ đó đã rất nhiều câu chuyện khác nhau viết về chú mèo máy này như Doraemon bóng chày, đội quân Doraemon, vân vân. Chương kết về cái chết của Doraemon và sự nỗ lực học tập thành tài của Nobita chỉ là một trong cái kết mà fan tạo ra và khá giống với phong cách của họa sĩ Fujiko. Thế nên rất nhiều người tin rằng đó là một sự thật, nhưng mãi cho đến tận bây giờ, dù đã gần 20 năm, thì cái kết của bộ truyện Doraemon vẫn là điều bí ẩn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc video lần này của BinTop. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay và bổ ích, nhớ hãy like và share cho tụi mình nhé. Đừng quên là nhấn subscribe ở đây, bật luôn cả cái chuông nhỏ kế bên để nhận thông báo mỗi khi BinTop ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.